Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh xe lướt của An Nam. Trong buổi tối ngày hôm nay, em xin phép được giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một trong những chiếc xe đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, đó là chiếc Kia Cerato. Trước mắt quý anh chị và các bạn đây là chiếc Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury, được sản xuất 2019, xe tư nhân, biển Hà Nội. Xe còn rất là đẹp ạ, sơn zin khoảng 97-98%. Cam kết với quý anh chị và các bạn là xe của bên An Nam Auto là xe rất là đẹp, máy số zin, hộp số nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Quý anh chị và các bạn có thể check hãng hoặc là check gara quen biết tùy ý. Bên em có hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe. Đấy, xe còn rất là đẹp, em quay qua tổng thể bên ngoài cho quý anh chị và các bạn xem trước nhá. Bên em đang chào bán chiếc Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury 2019 này là 605 triệu có thương lượng cho quý anh chị và các bạn qua xem xe. Xe thì option được trên xe được trang bị và lên đồ chơi rất là nhiều đồ luôn. Sang tên thì một ngày là xong thôi, thủ tục rất là nhanh gọn. Em quay qua nội thất bên trong cho quý anh chị và các bạn xem. Quý anh chị và các bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại 17A Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội. Trước khi đến thì điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại 0918689389. Đây ạ, nội thất rất là đẹp ạ. Ghế thì cái lái để chỉnh điện này. Option thì rất là nhiều luôn nhá. Trên Kia Cerato này thì là khá nhiều option, ví dụ như là các phím chức năng trên vô lăng này, cruise control, màn hình cam lùi. Cái này bác chủ đã lên cả cam 360 cho quý anh chị và các bạn rồi. Mua về là quý anh chị và các bạn chỉ việc đi thôi. Chế độ lái thì rất là nhiều luôn. Hai chế độ lái, Comfort và Eco. Ngoài ra thì điều hòa tự động hai vùng độc lập. Gương chiếu hậu chỉnh điện. Có cửa sổ trời. Ô đô của xe đây đang là 3/7. Tất cả các keo chỉ và máy là đều là zin hết quý anh chị và các bạn nhé. Nói chung là xe còn khá là mới, khá là đẹp ạ. Quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì có thể điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại 0918689389. Xe biển Hà Nội rồi. Quý anh chị và các bạn này sang tên thì một ngày là xong thôi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.